cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung nằm đứng. Cái này đến từ thương hiệu ST nha mọi người. Đó, hàng hệ đời mới nha. Em này mã số là MS170C nha mọi người. Đây, anh em quay cho anh em xem chiêm ngưỡng cái máy này. Nói chung là chỉ còn thiếu một cái thùng đây là nó thành máy đập thùng luôn rồi. Máy rất là đẹp nha mọi người, đẹp 90-95%. Và đặc biệt em này đời rất là cao, đời nó khoảng 2018-2019 nha mọi người. Đó, và sản xuất tại Đức nha. Đó, anh em yên tâm xài, yên tâm sử dụng luôn. Đó, như anh em đã, nếu mà anh em nào đã coi qua dòng máy cơ xích Estin MS170C, nghĩa là dòng có trợ lực như thế này, thì anh em có thể để ý kể cả các cái khung viền của những cái đời cũ và đời mới nó khác nhau hoàn toàn. Đây, như những cái mẫu này bây giờ nó thiết kế rất là cải tiến, rất là đẹp nha mọi người. Này, bao hàng chính hãng của chuẩn của Đức và hàng đẹp long lanh luôn nha. Đấy, bây giờ sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này. Lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40cm, mặt cắt là còn 35, xích được sử dụng xích chung 91. Lam xích khá là đẹp nha. Lam xích linh nguyên bản hết nha mọi người. Các đầu rãnh chưa bị dập đầu và chưa bị tè đầu nam. Lưỡi sơn trên cây lam là vẫn còn nguyên nha mọi người. Đó, rất là mới nha. Và xích còn rất là dày nha. Đây, em thấy không? Rồi, ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 19. Đó, tay xích của em này nằm đằng trước này nha mọi người. Đó, lỗ trước này vặn vào nhá. Đây, bên phía mặt má ốp lam, các tem ST nó vẫn còn. Và đặc biệt là máy rất là đẹp. Tem này là tem hướng dẫn sử dụng mà nó còn như thế này là anh em biết rồi. Là rất là mới ha. Nhìn rất là sáng nha mọi người. Đấy, lốc mặt tiền đây. Tình trạng máy là rim nguyên bản nhá, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua máy sẽ được tặng kèm 3 món đồ, tip mở buji, buji rũa nha mọi người. Thì đây là mã số seri của máy nha mọi người. 8109485551 nha. Thì cái mã số seri này nó sẽ tương ứng và trùng khớp với cái máy cái tem ở dưới này nha mọi người. Đó, một cái tem gọi là tem buôn bán, tem cái này là cái gì, mã QR đấy. Đấy, là anh em nếu mà chụp ảnh cái mã này lên là mình trên mạng là mình search nó là công ty nào sản xuất và ở đâu luôn nha mọi người. Nó xuất xứ đầy đủ hết nha. Nhưng đấy là bên Nhật nó làm thì thôi. Đấy, còn nhưng mà khi mà mua máy nó sẽ có một cái dán tem như thế này cho anh em. Kể cả máy đập thùng bên hàng Việt Nam mình bây giờ mua cũng vậy ha. Mà cái tem của nó vẫn còn như thế này thì anh em biết là nó lượng xài của nó rất là ít. Đó. À, rất là mới nha, vẫn còn tem nguyên. Thì cái số tem trên số trên cái tem này nó sẽ phải trùng khớp với cái mã ở trên cái dàn lốc này nha mọi người. Đây này. 8109485551. Đấy, anh em thấy không? Rất là đẹp nhá, lốc mặt tiền đây. Cũng còn rất là mới nha. Đấy. Đời mới này thì cái bô của nó là cũng thiết kế tốt hơn. Đó, màng bô này nọ là nó giảm thanh, anh em nhìn rất là đẹp mắt này. Anh em thấy chưa? Đó, số seri trên cái bô vẫn còn đây, rất là sáng nha mọi người. Đấy, đặc điểm cái này là có sử dụng bộ giật trợ lực lớn. Đó, nên anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà mình kéo nhẹ cái là nổ thôi, không cần phải dùng lực nhiều nhá. Thì bên cạnh hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu, nắp đằng sau là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt. Nắp đằng trước này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, giờ em sẽ mở bộ phận bên trong lọc gió cho anh em xem ha. Anh em xài, gia đình xài em này hết sải luôn nha. Hàng hệ ST liền nổi tiếng nhất trong khu vực miền Nam này nha anh em. Đấy, xài rất là ngon nha. Đây, màng lọc của em này được thiết kế bằng lọc giấy này nha. Đã chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con vào đầu nòng. Nói chung là chỉ có bụi nhỏ nhất có thể bay vào đây ha. Đó, thiết kế rất là gọn gàng, nằm trong một cái hõm này. Đầu nòng đây. Anh em nhìn từ cái bộ phận mô bin lửa này, các con ốc còn mới cancer band và chân nòng này. Các số seri vẫn còn luôn nha anh em. Đó. Chung là em này phải nói là tuyệt vời luôn nha, không còn gì để tả nữa, rất là đẹp. Đấy, 90%. Rồi giờ em sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích hàng Estin MS170C đời mới này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động ha. Ôi chết rồi. Xin lỗi mọi người, em lại quên mất không đủ nguyên liệu rồi. Cầm cái bình xăng ra đây nào. Ui giời, không còn giọt xăng. Thật sự thì vừa rồi kêu ông lính này, ông ấy đổ xăng vào mà quên mất. Đấy, lúc mà thử hết xăng lại quên mất, không có đổ thêm vào. Thì giờ em sẽ đổ lại và hướng dẫn khởi động cho anh em từ đầu lại luôn.
cầm luôn cái cả cái ấy, cái phiễu, tại vì cái máy nó đẹp, để dưới nó dơ quá. Rồi, anh em thông cảm nhé, video lại mất thời gian thêm một xíu ha. Ui giời ơi, đổ mạnh quá, đầy quá. Rồi, ok. Sao? Em đổ lỡ quá đà. Rồi, giờ em sẽ khởi động lại từ đầu cho anh em nghe ha. Thì cái này là nó có 4 chức năng này. Chữ nhất chữ O này là đẩy lên là tắt, đẩy giữa là xà bình thường là mức Y. Và mức thứ 3 và mức thứ 4 này anh em nha. Mức thứ 3 là sẽ tự động lên ga, mức thứ 4 là nóng E. Thì để lâu hoặc cái xăng mình sẽ bóp ga này, bóp ga giữ nguyên nha. Rồi đẩy cái E này xuống mức thứ 4 này, giật nó ho một tiếng mình sẽ đẩy lên là xài là bình thường nha mọi người. Đó, giờ em sẽ khởi động nhá. Đây, như trường hợp vừa rồi là hết xăng này nên là nó rù lên cái nó tắt này. Giờ em sẽ khởi động lại từ đầu này. Đó, nó ho một tiếng động mình sẽ đẩy nhẹ lên. Đó, đẩy nhẹ mức này là mức thứ 3 nha. Mức thứ 3 sẽ tự động lên ga cho mình một chút. Bóp cái nó về mức thứ 2 là xài bình thường, còn mức đầu tiên là tắt. Rồi giờ sẽ ráp đầy đủ vào nha. Khi mà nổ được rồi thì anh em chỉ cần nhích nhẹ là nổ, không cần phải đóng e, đóng gió, đóng đồ gì nữa nha. Nó chỉ mất cái lúc đầu thôi. Mình khi mình đặc điểm là có trợ lực này nên kéo nhẹ là nổ thôi nha. Đó, không cần dùng lực nhiều, chỉ nhích nhẹ là nổ, rất là đã nha. MS170C. Đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo, anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video nhắn tin qua Zalo nhé. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nha mọi người.